Như tin tức Mekong hôm qua có thông tin về việc Bộ Công an khởi tố vụ án và các bị can trong vụ buôn lậu vàng mà công ty Phú Quý là một trong những mắt xích quan trọng. Ngoài thủ đoạn thì điều khiến dư luận gỡ gàng chính là số vàng được đưa trót lọt từ bên kia biên giới về Việt Nam. Không phải chỉ, không phải lượng hay ký mà đơn vị được tính bằng tấn. Bộ Công an cho biết vẫn tiếp tục điều tra, xử lý những đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Quá ở Quảng Trị cầm đầu. Ngoài ra còn có hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Nguyễn Thị Quá được xem là bà trùm buôn lậu vàng, lợi dụng địa hình tỉnh Quảng Trị giáp ranh với Lào, nhiều tuyến đường có thể dễ dàng qua lại ở biên giới hai nước. Người phụ nữ này tổ chức thuê người vận chuyển buôn lậu vàng từ Lào về nước ta để tiêu thụ. Các đối tượng tham gia đường dây này tìm đủ phương thức thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt và manh động để vận chuyển buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm ngoái đến nay, bà Hóa và Nguyễn Thị Gái tổ chức đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng, tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng. Còn phía Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, có dấu hiệu trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước bước đầu xác định là hơn 6.100 tỷ đồng.